Quý khán thính giả thân mến, vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, cảnh quay quan hệ bất chính giữa một vị bí thư và một nữ giám đốc trong một phòng họp ở thành phố Duy, phường Sơn Đông, Trung Quốc đã vô tình bị phát sóng trực tiếp trên Internet, khiến làn sóng dâm mô của giới quan chức nơi này bị lên án gay gắt. Được biết, ngày nay, những vụ bê bối của quan chức Trung Quốc liên quan đến tình và tiền ngày càng bùng nổ, thậm chí trở thành một trào lưu mất kiểm soát, khiến cho nhiều vị lãnh đạo phải đau đầu, còn dân tình thì phẫn nộ. Một số cư dân mạng của nước này chế giễu rằng Trung Quốc hiện nay phải chăng đã bước vào một xã hội kim bình mai. Quả thực là thói thường nhà dột từ trên khiến cho dư luận nhiều phen bất bình. Gớm thay cái ải sắc tình, phá Trung Nam Hải, rối tinh trong ngoài. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ sâu xa hơn từ lịch sử trị quốc và nền tảng đạo đức nhân loại, thì nhiều học giả và chuyên gia phân tích đều cho rằng đó là điềm báo bất thường khởi đầu cho sự lụn bại và suy vong của cả một triều đại. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Ngay sau đây, Lê Minh xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi video của Tri Thức Mới. Tình trạng gian dâm trong bộ máy quan chức Trung Quốc vượt ngoài tầm kiểm soát. Kênh truyền thông đại lục Daewon News ngày 6 tháng 10 đưa tin vụ việc trên xảy ra ở thị trấn Vu Hà, quận Vu Thành, thành phố Duy Phường ngày 5 tháng 10. Một nam bí thư thôn không tắt video sau cuộc họp đã quan hệ bất chính với một nữ cán bộ được cho là chủ nhiệm thôn. Cảnh tượng bất nhã này vô tình được phát sóng trực tiếp trên Internet. Các chủ đề liên quan đã trở thành tìm kiếm nóng trên Weibo. Đây chỉ là một ví dụ trong số những vụ việc ngoại tình được vô tình vạch trần trong năm qua. Dưới đây là một vài ví dụ nữa. Tháng 11 năm 2022, Lý Minh, phó quận trưởng quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, do quan hệ bất chính với cấp dưới là nữ trưởng phòng, nên đã bị người nhà nữ ghi xuống ghế sofa và đánh. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, địa khu Hồi Hột của Nội Mông thường xuyên đưa tin về thảm kịch người dân nhảy lầu tự sát do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cùng lúc đó, có thông tin cho rằng một số quan chức nam nữ ở tòa văn phòng địa phương của Trung Quốc đã tập trung trong một căn phòng, ôm nhau uống rượu và vui vẻ qua đêm. Những video liên quan khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Vào tháng 12 năm 2022, trên các trang mạng xã hội đã tiết lộ về đôi nam nữ đều là phó quận trưởng quận Thành Hoa, Thành Đô, Tứ Xuyên nhắn tin tán tỉnh nhau với những ngôn từ tục tĩu dâm mô, một người Lôi Minh nam, một người còn lại là Trần Xu nữ. Tuy nhiên, sau đó trong báo cáo chính thức, nhân vật nam chính đã được đổi tên thành một nghiên cứu viên cấp 1 họ Dương nào đó của quận Thành Hoa. Đầu năm nay, một vụ bê bối tình dục liên quan đến nữ trưởng phòng Dương Châu là Đới Lộ đã bí mật gặp phó thị trưởng trong phòng ngủ và bị chồng cô ta bắt quả tang đã lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 13 tháng 1, Vi Phong, phó thị trưởng Hoài An bị cách chức sau khi bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Đới Lộ. Người ta còn đồn có nhiều quan chức có quan hệ bất chính với Đới Lộ, nhưng các thông tin đó đều đã bị xóa. Cuối tháng 2 năm nay, Giám đốc Quách và Phó Giám đốc Trương của Văn phòng Cải cách Khu Tiên Phong Kiểu Mẫu Tiêu Tác tỉnh Hà Nam đã gửi tin nhắn khiếm nhã trong nhóm làm việc. Nếu cả khu biết chúng ta thuê phòng thì sao? Người kia nói, đều có thể giải quyết được. Ngày 28 tháng 2, Chu Tương, Phó Bí thư quận Hạc Sơn, thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam bị vợ tố cáo có quan hệ bất chính với cô X ở Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc. Vào ngày 5 tháng 5, Ngô Ích Xuân, phó thị trưởng chính quyền thị trấn Quần Lợi ở huyện Bồng Khê, Toại Ninh, Tứ Xuyên được cho là đã ép buộc một phụ nữ họ Lưu làm việc tại trung tâm dịch vụ tiện lợi thị trấn Bồng Khê quan hệ bất chính trong ô tô. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một số vụ bê bối tình dục trong giới quan chức thuộc chính quyền Trung Quốc, chẳng hạn như câu chuyện về Khương Bảo Hồng, phó thị trưởng Vũ Huy Cam Túc, người đã ngủ với 40 quan chức nam trong 10 năm. Nhưng những điều đó hầu hết bị phơi bày một cách thụ động thông qua chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ. Ngày nay, những vụ bê bối của quan chức Trung Quốc ngày càng bùng nổ. Nó bị vạch trần một cách tự phát thông qua những tin nhắn trên mạng xã hội và thậm chí bị phát sóng trực tiếp trên Internet. Loại tình huống mất kiểm soát này của giới chức Trung Quốc trước đây chưa từng thấy. Một số cư dân mạng chế giễu rằng Trung Quốc hiện nay đã bước vào xã hội kim bình mai. Thực hư chuyện ông Tập Cận Bình và Lý Cường không gần nữ sắc. Từ xưa, người Trung Quốc đã có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, ý tứ là bên trên mà không ngay chính, bên dưới tất sẽ làm loạn. Loại bê bối này lan rộng trong giới quan chức Trung Quốc và xem ra nó không phải là chuyện nhỏ.
Phải chăng điều này tương ứng với các vấn đề về tính liêm chính của toàn bộ chế độ và sự điều hành của những người lãnh đạo tối cao? Sau khi ông Tập Cận Bình, lãnh đạo đương nhiệm của chính quyền Bắc Kinh nhậm chức, ông đã thay thế các nữ phục vụ trà cho các lãnh đạo trong các cuộc họp lớn bằng các phục vụ nam nhằm ngăn cản các quan chức cấp cao trong các cuộc họp nhìn chằm chằm vào các nữ phục vụ. Mà những cuộc họp quan trọng này thường được truyền thông nước ngoài chụp ảnh. Đồng thời, ông Tập cũng có thể cần thể hiện ra là người ngay chính trong vấn đề này, vì ông ta biết thể chế của mình đang có nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng. Thủ tướng mới Lý Cường là thư ký cấp cao của ông Tập Cận Bình cũng đã làm theo ông. Trong cuộc họp báo đầu tiên khi trở thành thủ tướng, ông này đã đặc biệt bố trí một phiên dịch nam thay vì phiên dịch nữ trước đó. Có vẻ như ông ta đang cố tình tỏ ra mình ngay chính không kém gì ông Tập, ít nhất là trên phương diện không muốn gần nữ sắc. Việc ông Tập và ông Lý có thực sự không bị lay động bởi nữ sắc hay không vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, sự lăng nhăng cực độ trong giới quan chức của chính quyền Bắc Kinh lại là điềm báo của sự vong quốc từ xưa đến nay. Khi ông Tập Cận Bình và Lý Cường lên nắm quyền, triều đại này đang ở trong những ngày cuối cùng của mình. Nếu nhìn vào bài học từ các triều đại trước đây, đối chiếu với sự hủ bại và tha hóa của các quan chức Trung Quốc hiện nay, thì ít nhất ông Tập Cận Bình và Lý Cường chính là những người phải chịu trách nhiệm trước nhất. Giang Trạch Dân, người khởi xướng trào lưu quan chức dâm loạn. Nếu nói đến chủ đề quan chức ngoại tình, phải nhắc tới Giang Trạch Dân, bởi ông ta được coi là người đứng đầu khởi xướng cho trào lưu đáng xấu hổ này. Là con trai của một kẻ phản bội, Giang Trạch Dân lên nắm quyền lãnh đạo tối cao nhờ máu của các sinh viên trong sự kiện Lục Tứ ngày 4 tháng 6 năm 1989. Cũng kể từ khi họ Giang lên nắm quyền, nhiều vụ bê bối tham nhũng, ngoại tình, phản quốc và các vụ bê bối khác liên tục được lan truyền. Người ta miêu tả Giang Trạch Dân như sau: ở nhà nuôi cú vọ, ra ngoài thì mang theo Lý Thụy Anh, khi nghe nhạc thì muốn nghe Tống Tổ Anh, họa loạn trong giáo dục thì có Trần Chí Lập, lúc hù bại lại dựa vào Hoàng Lệ Mãn. Để lấy lòng tình nhân là Tống Tổ Anh, Giang Trạch Dân đã chi hơn 3 tỷ nhân dân tệ để xây dựng nhà hát lớn quốc gia. Nó có hình dáng giống như một lăng mộ lớn ở phía tây Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Trong số các tình nhân lớn của Giang, người đầu tiên là Hoàng Lệ Mãn, người bắt đầu qua lại với Giang trong văn phòng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử. Trong cuốn sách Con người Giang Trạch Dân đã giới thiệu, vào đầu những năm 1980, Giang Trạch Dân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử. Hoàng Lệ Mãn đồng thời cũng được bổ nhiệm tại Tổng văn phòng Bộ. Mỗi giờ nghỉ trưa, Hoàng Lệ Mãn lặng lẽ lẻn vào văn phòng của Bộ trưởng Giang. Chỉ cần đồng nghiệp nghe thấy tiếng khóa cửa phòng Bộ trưởng bên cạnh, mọi người sẽ lặng lẽ liếc nhìn nhau mà không nói một lời. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, hành vi dâm ô và tham nhũng của một lượng lớn quan chức cấp cao bao gồm Chu Vĩnh Khang, Tư Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch đã bị vạch trần và trở thành chủ đề bàn tán của thế giới bên ngoài. Nhưng sự lăng nhăng của các quan chức cấp cao trong nội bộ Bắc Kinh sẽ được bảo vệ nếu nó đáp ứng được nhu cầu chính trị. Chẳng hạn vào cuối năm ngoái, vụ bê bối liên quan đến việc cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trương Cao Lệ với nữ ngôi sao quần vợt Bành Soái đã thu hút sự chú ý của cả dư luận quốc tế và trong nước. Nhưng nó vẫn được ông Tập Cận Bình bảo vệ. Các quan chức Trung Quốc thách thức ông Tập bằng hành vi dâm loạn. Sau Đại hội 20 của thể chế Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình dường như độc chiếm quyền lực, nhưng khủng hoảng lại lộ rõ. Một trong những biểu hiện là tình trạng quan liêu hủ bại, tham nhũng tràn lan. Thủ tướng tiền nhiệm Lý Khắc Cường đập bàn giận dữ chửi bới vấn đề quản lý yếu kém. Sau khi Lý Cường lên nắm quyền, tình trạng quản lý yếu kém thậm chí còn trở nên mất kiểm soát hơn. Những vụ gian dâm giữa các quan chức trong cơ quan vô tình bị vạch trần nhiều lần và còn rất nhiều trường hợp chưa bị vạch trần. Tình trạng gian dâm lan rộng trong giới quan chức hiện nay tương ứng với sự phản kháng của các quan chức đối với chiến dịch chống tham nhũng có chọn lọc của ông Tập Cận Bình. Không ai trong số các quan chức thuộc Bắc Kinh tin vào cái gọi là giấc mơ Trung Hoa giả dối. Trước sự mắng mỏ và những đòn roi thanh trừng nặng nề của ông Tập Cận Bình, họ chỉ tuân theo ở bề mặt, hoàn toàn không nghĩ đến việc làm chân chính, mà hàng ngày chỉ nghĩ đến dục vọng mà thôi. Tạp chí nội bộ của Bắc Kinh mới đây đã đăng một nội dung bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước các cán bộ cấp cao đầu năm. Trong đó ông Tập đề cập đến việc ngăn chặn sự phát triển và lan truyền của chủ nghĩa nằm ngửa. Bài phát biểu này xác nhận rằng Trung Nam Hải hiện không thể làm gì được.
Thưa quý vị, nếu nhìn vào thực trạng gian dâm hiện nay trong giới quan chức Trung Quốc ở một không gian và thời gian lịch sử rộng lớn hơn, thì sự biến đổi đạo đức của con người có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của cả một thể chế, quốc gia và dân tộc. Trong 2.000 năm qua, có lẽ không có gì dạy cho con người hiện đại nhiều bài học hơn những trận đại dịch ở La Mã cổ đại. Cơ đốc giáo tin rằng, vì người La Mã đã đóng đinh Chúa Giê-xu một cách tàn bạo lên cây thập tự giá và đàn áp đẫm máu những người cơ đốc chân chính, vì điều đó mà họ đã phạm ý muốn của Đức Chúa Trời và đã phạm tội lớn, nên những tai họa từ thiên thượng giáng xuống chính là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, sự mù quáng và sự băng hoại đạo đức của người La Mã. Lại nói, giới quý tộc La Mã thuở bấy giờ cũng sống trong một cuộc sống suy đồi, dâm loạn và xa hoa. Họ tiêu xài, ham muốn vô độ, ích kỷ, hèn nhát và tham lam. Đó là những hiện tượng tràn lan trong xã hội thời đó. Vào năm 395, đế chế bị chia thành hai nửa phía Đông và phía Tây. Sau đó thảm họa tiếp tục xảy ra. Năm 476, đế chế La Mã phương Tây bị những kẻ man dợ tiêu diệt. Những người Đông La Mã còn sống sót do nhiều năm phản bội Đức Chúa Trời nên dẫn đến suy đồi đạo đức, coi thường sinh mệnh, ham mê nhục dục, gian dâm loạn luân. Trận dịch bệnh lớn đầu tiên được ghi nhận ở đế chế La Mã là vào năm 79 sau Công Nguyên. Sau vụ phun trào của núi lửa Vesuvius, bệnh dịch nhanh chóng quét qua vùng đồng bằng Campania. Và vào năm 125, một trận dịch bệnh bùng phát sau trận dịch châu chấu. John, nhà sử học của giáo hội, đã chứng kiến trận dịch hạch và đã miêu tả đích xác rằng xác chết chất chồng lên nhau, mục nát trong các góc, trên đường phố, trong hiên tòa án và trong nhà thờ. Sau khi giành chính quyền, giới chức Bắc Kinh cũng không ngừng tàn phá trung tâm tri quốc của cả thế giới trong suốt hơn 7 thập kỷ. Thời Mao Trạch Đông đã phá hủy các nguyên tắc đạo đức truyền thống của nhân dân. Đặng Tiểu Bình mở cửa đất nước với lời tuyên bố tất cả đều phụ thuộc vào tiền. Vụ đàn áp phong trào dân chủ của sinh viên và trí thức năm 1989 đã loại bỏ khả năng Trung Quốc tiến tới sự minh bạch về chính trị, khiến người dân hoàn toàn cống hiến hết mình cho việc theo đuổi ham muốn vật chất. Đến thời Giang Trạch Dân cai trị đất nước bằng tham nhũng và dâm đãng, ông ta kiếm bội tiền bằng cách dùng những thủ đoạn đen tối, sau đó bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công, những người mong muốn khôi phục lại đạo đức xã hội và thực hành đức tin. Được biết, trong cuộc đàn áp phi nghĩa này vẫn chưa dừng lại cho đến ngày nay. Thể chế Bắc Kinh tiếp tục đàn áp toàn dân, bắt giữ các luật sư nhân quyền và loại bỏ hoàn toàn không gian để mà người dân có thể suy nghĩ và lên tiếng. Sự suy thoái đạo đức của toàn xã hội đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại và Trung Quốc đã bước vào tình trạng mâu thuẫn giữa người với người trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong toàn xã hội, văn hóa quan lại luôn là đầu mối cho sự suy thoái quyền lực chính trị. Trung Quốc hiện nay đã đạt đến trình độ quan chức ngoại tình bị vạch trần một cách công khai trên mọi phương tiện. Thật là quan chức cấp trên làm gương, quan chức cấp dưới noi gương, tạo nên bức tranh và điềm báo chẳng lành về sự kết thúc của một triều đại. Mấu chốt là trong thời đại này, con người một lần nữa không tin vào thần Phật, xa vào sắc dục và vô đạo đức, và nhiều người đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc để vu khống Pháp Luân Công. Quý khán thính giả thân mến, câu chuyện mạn đàm Đông Tây của Trí Thức Mới kỳ này xin được tạm khép lại tại đây. Về chủ đề này, quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Xin hãy vui lòng để lại vài lời bình luận của mình ở phía dưới video và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới, thú vị và bổ ích nhất quý vị nhé. Lê Minh xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người cho các video lần sau.